Chào mừng các bạn đã đến với những bản tin mới nhất của Bóng Đá Today. Hãy cùng ấn đăng ký và ấn chuông để cùng cập nhật những bản tin mới nhất về bóng đá các bạn nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn sẽ đến với những tin tức chính sẽ có trong ngày hôm nay. MU dốc toàn lực ký Rafael Varane, lý do bất ngờ khiến Zidane quyết định rời Real Madrid. Sir Alex bảo kê cho Solskjaer, Sergio Aguero đạt được thỏa thuận gia nhập Barca. Quỷ đỏ được loan báo sẽ dốc toàn lực để mang về một trung vệ mới và hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán với Rafael Varane. Tương lai của Varane tại Real Madrid không chắc chắn khi bước vào 12 tháng cuối trong bản hợp đồng ở Bernabeu. Hậu vệ 27 tuổi người Pháp không mặn mà gia hạn kền kền bởi những khúc mắc trong đàm phán và chủ tịch Perez sẵn sàng bán Varane vào hè này để tránh mất trắng vào năm 2022. Theo tờ Men, MU muốn đưa ra lời đề nghị 40 triệu bảng cho Rafael Varane với niềm tin sẽ là đối tác hoàn hảo bên cạnh đội trưởng Harry Maguire. Đội bóng của Solskjaer lập kỷ lục buồn trong hơn 50 năm, trải qua mùa giải ngoại hạng Anh với số bàn thắng thủng lưới nhiều nhất ở Old Trafford, 27 bàn, kể từ chiến dịch 1969-1970, thế kỷ trước của câu lạc bộ. Varane là một trung vệ hàng đầu trong hơn 10 năm gắn bó với Real Madrid. Cầu thủ này đã giành được 4 chiếc cúp C1, 3 La Liga, cúp nhà vua và 4 chiếc vô địch cúp thế giới các câu lạc bộ. Không chỉ vậy, Varane đá chính trong mọi trận đấu của tuyển Pháp trong hành trình lên ngôi tại World Cup 2018. Nếu sở hữu được một cầu thủ như Varane sẽ giúp hàng thủ MU trở nên đáng tin cậy hơn, tránh được cảnh công làm thủ phá. Huyền thoại người Pháp đã đi đến quyết định rời sân Santiago Bernabeu sau nhiệm kỳ 2 còn đang dang dở. Theo Tele Madrid, chiến lược gia người Pháp sẽ rời Los Blancos khi mùa giải năm nay khép lại. Ban đầu, một số đầu báo tại Tây Ban Nha cho rằng Zidane đi đến quyết định này do những mâu thuẫn với ban lãnh đạo cũng như một số cầu thủ. Tuy nhiên, lý do chính lại đơn giản hơn người ta nghĩ. Theo đó, điều khiến Zizou không còn mặn mà với công việc hiện tại là vì ông đã quá mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần sau những khó khăn gặp phải ở mùa giải này. Có thể nói, kể từ khi bắt đầu đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng của kền kền trắng vào năm 2016, mùa giải 2020-2021 là mùa giải thách thức nhất của chiến lược gia 48 tuổi. Khác với nhiệm kỳ 1, những trụ cột trong tay Zidane như Luka Modric, Ramos hay Karim Benzema đều không còn trẻ trung. Đồng hành cùng Zidane trong hơn 2 năm qua cũng không còn Cristiano Ronaldo. Và Gareth Bale cũng đã đánh mất phong độ và thường xuyên xung đột với ông thầy của mình. Bên cạnh đó, Real đã trải qua một mùa giải với số ca chấn thương chưa từng ghi nhận trong lịch sử câu lạc bộ. Có thời điểm Zidane chỉ có trong tay 18 cầu thủ để thi đấu tại La Liga, trong đó bao gồm nhiều ngôi sao trẻ được ông triệu tập gấp từ đội Castilla. Dù quyết định đã được đưa ra, danh thủ người Pháp vẫn sẽ tập trung hết mình cho phần còn lại của mùa giải cùng Real Madrid. Zidane và các học trò vẫn còn 2 trận đấu tại La Liga để nuôi hy vọng bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga. MU vào chung kết Europa League đang đứng ở vị trí thứ 2 tại ngoại hạng Anh. Ole Gunnar đang làm rất tốt. Nhà cầm quân vĩ đại nhất MU trong mọi thời đại đã lên tiếng mang tính bảo kê và bất khả xâm phạm cậu học trò cũ Ole Gunnar Solskjaer. Sir Alex Ferguson nêu quan điểm MU đang đứng thứ nhì tại ngoại hạng Anh vào chung kết Europa League, đòi hỏi gì nữa ở Ole. Ngày chúng ta gọi Ole từ Na Uy bỏ việc ở Molde sang MU là chúng ta xây dựng một MU cho tương lai. Trước đó đã có những huấn luyện viên tên tuổi thất bại ra đi. Cậu ấy đã làm được những điều cực tốt cho MU hiện nay, trong đó có việc tạo ra những cầu thủ trẻ đủ bản lĩnh. Sir Alex cũng nói thêm, làm một huấn luyện viên như ở MU thì nó không đơn thuần là nhà cầm quân mà còn là cả một hình ảnh cực lớn về công nghiệp bóng đá. Người ta nêu nhiều dấu hỏi về Ole, nhưng hãy nhìn vào thành tích mà Ole đã làm được. Nếu chuyển giao thế hệ, những cầu thủ trẻ đã tốt thì cần bàn làm gì? Vấn đề là xem xét cách làm của Ole, sử dụng và vun trồng những cầu thủ trẻ ra sao. Chiến lược gia 79 tuổi người Scotland cũng gửi gắm thêm rằng cầu thủ bây giờ đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng nghề nghiệp trên sân. Đây là vấn đề MU phải nghĩ tới trước. Cầu thủ trẻ phải được quan tâm nhiều hơn để họ trưởng thành. Chốt vấn đề là Sir Alex Ferguson nói với báo chí, tôi tự hào về Ole Gunnar Solskjaer. Báo chí vừa xác nhận rằng tiền đạo Sergio Aguero đã đồng ý gia nhập Barca theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Aguero đồng ý gia nhập Barca. Tiền đạo Kun Aguero đã xác nhận sẽ rời Man City theo dạng chuyển nhượng tự do ở hè 2021. Dù đã 32 tuổi, nhưng cầu thủ sinh năm 1988 vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều đội bóng. Ở nước Anh, Chelsea và Tottenham sẵn sàng chiêu mộ ngôi sao người Argentina. Ở Tây Ban Nha, Barca cũng thèm khát chữ ký của Enkun. Họ tự tin rằng với sự có mặt của cầu thủ này, Messi sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng mới. Bản giao kèo giữa M10 với đội chủ sân Nou Camp cũng chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm nay.
Aguero và Messi là những người bạn rất thân ở đội tuyển quốc gia Argentina. Sự có mặt của Ancun có thể khiến Messi đồng ý gia hạn hợp đồng mới. Mới nhất, báo chí Tây Ban Nha vừa xác nhận rằng tiền đạo Sergio Aguero đã đồng ý gia nhập Barca theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Bản hợp đồng sẽ được chính thức công bố sau trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Nguồn tin này còn cho biết thêm, Aguero thậm chí đã đồng ý giảm lương để chuyển đến Lukam. Mức lương hiện tại của tiền đạo người Argentina đang nhận tại Man City là 250.000 bảng trên một tuần. Trong màu áo Barca, anh sẽ chỉ nhận 200.000 bảng trên một tuần. Ngôi sao người Argentina sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội bóng của Tây Ban Nha. Ngoài cầu thủ sinh năm 1988, thì Barca cũng đang cố gắng hoàn tất việc ký hợp đồng với Eric Garcia của Man City và Wijnaldum của Liverpool cũng theo dạng chuyển nhượng tự do. Thomas Tuchel sẽ được ban lãnh đạo Chelsea đầu tư khoản tiền 150 triệu bảng để mua sắm ở hè 2021 và mục tiêu số 1 của ông thầy người Đức đó là chân sút Erling Haaland từ Dortmund. Thomas Tuchel đã thể hiện ấn tượng kể từ khi được bổ nhiệm để thay Frank Lampard ở Chelsea tại giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Lúc này, Tuchel đang có cơ hội mang về cho Chelsea hai danh hiệu, đó là FA Cup và đặc biệt là Champions League. Dù lúc này, đội hình Chelsea được đánh giá rất mạnh và đồng đều ở các tuyến, nhưng Tuchel vẫn muốn nâng cấp. Một tiền đạo sung mãn rất được ưu tiên trong mùa hè này và ông chủ Roman Abramovich chuẩn bị chi lớn cho mùa hè thứ hai liên tiếp. Tammy Abraham dù đang là chân sút số 1 của Chelsea ở mùa này với 12 bàn trên mọi đấu trường nhưng không nhận được sự tin tưởng từ Tuchel. Trong khi đó, Oliver Giroud đã 34 tuổi và gần như sẽ rời đi ở hè 2021. Còn Timo Werner với khả năng dứt điểm còn phải cải thiện nhiều thì không thể giao vai trò trung phong cho ngôi sao người Đức. Do vậy, Tuchel buộc phải có thêm một trung phong mới và cái tên Erling Haaland đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Tuchel. Haaland đang được một trong số những đội bóng hàng đầu châu Âu theo dõi, dù Borussia Dortmund khẳng định sẽ không bán anh. Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund một lần nữa nhắc lại rằng tiền đạo này sẽ ở lại câu lạc bộ vào mùa giải tới. Tôi có kỳ vọng rõ ràng rằng Erling Haaland sẽ chơi cho chúng tôi vào năm tới và tôi không lãng phí bất kỳ suy nghĩ nào về bất cứ điều gì khác. Cầu thủ người Na Uy có điều khoản giải phóng sẽ có hiệu lực vào mùa hè năm sau. Và bây giờ, Dortmund nếu buộc phải bán Haaland có thể hết mức phí chuyển nhượng cao ngất ngường. Theo báo chí Đức, Dortmund sẽ không bán Haaland với giá dưới 150 triệu bảng. Nhưng với sự đầu tư mạnh tay của Abramovich ở hè này, dự kiến cấp cho Tuchel 150 triệu bảng, Chelsea hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng cùng các đối thủ. Ngoài Erling Haaland, Chelsea cũng đang theo dõi Romelu Lukaku của Inter Milan, người từng chơi ở Stamford Bridge trước khi bị bán cho Everton. Lúc này, mức phí mua Lukaku chẳng hề rẻ bởi anh đang tỏa sáng tại Serie A và vừa góp công lớn giúp Inter giành Scudetto mùa 2020-2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bản tin ngày hôm nay và cùng theo dõi kênh Bóng Đá Today để cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong giới thúc cầu các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!